Phật tử này hỏi ý nghĩa là thế nào gọi là phát Bồ Đề Tâm? Phát Bồ Đề Đề Tâm là gì ạ? Phát Bồ Đề Tâm là gì ạ? Thì cái từ Bồ Đề Tâm này tức là nói thì có thể nó xa vời, nó rất là xa. Ví dụ như chúng ta từ một người không tin nhân quả, không hiểu biết gì Phật pháp, nay chúng ta học Phật pháp, biết Phật pháp và chúng ta tin nhân quả, thì đó chính là cũng là cái phát Bồ Đề Tâm đấy. Bồ đề là gì? Bồ đề tâm tức là chỉ cho cái tâm giải thoát, giác ngộ, từ bi hỷ xả, đó gọi là tâm bồ đề. Tâm của chúng sinh là tâm gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, đó gọi là gì? Đó gọi là trái ngược lại với bồ đề tâm. Còn bồ đề tâm chính là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm khinh an, tâm bất phóng dật, tâm hành xả, tâm tinh tiến, tâm thiền định, tâm trí tuệ, vân vân. Đó, đấy chính là gì? Những cái tâm đó thì gọi là tâm gì? Tâm Bồ Đề. Chúng ta phát cái tâm bỏ ác, làm lành, lánh giữ hành thiện, đó chính là cái tâm tâm Bồ Đề. Chúng ta từ một người bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo, nay chúng ta để phát tâm quy Tam Bảo, nương Phật Pháp Tăng để tu tập, đó chính là gì? Phát tâm Bồ Đề. Chúng ta phát nguyện giữ năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, đối với Phật tử tại gia chúng ta, đó chính là gì? Phát tâm Bồ Đề. Nhấn đến, chúng ta thì phát đại Bồ Đề tâm, tức là gì? Hành phát nguyện hành lục độ vạn hạnh, đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật, nương vào sáu pháp ba la mật của các vị đại Bồ Tát đã tu để thành Phật, và các ngài đã thành Phật rồi, các vị Bồ Tát đang hành sáu pháp ba la mật đó để trở thành những vị đại Bồ Tát trong tương lai, dẫn đến thành những vị gì, những vị Phật trong tương lai, thì đó là gì? Đó là việc phát đại Bồ Đề Tâm, vân vân và vân vân. Đó, cái này nó giảng về giáo lý này thì từ một câu nữa, câu này chúng tôi có thể giảng gì 3 tháng cũng vẫn chưa hết, thậm chí giảng 3 năm cũng vẫn chưa gì cạn lời, thậm chí giảng hết suốt cả 30 năm cuộc đời còn lại của chúng tôi á, chỉ giảng về cái câu gì phát Bồ Đề Tâm này thôi cũng thì cũng không hết được. Cho nên nhưng mà vì thời gian có hạn dành cho các Phật tử khác, cho nên thì xin tạm dừng câu hỏi đó lại ở đấy.